đeo cái ba lô đi du lịch, đeo ba lô nó không đi hết nổi đấy không mà du lịch. Đây đó ngoài hơi ngưỡng mộ, không biết cái ba lô bao nhiêu ký khách rồi đồ.
Thank you.
không 10 à. Vậy là không phải. Vậy là chắc là sinh 2001. À, đúng không? 2001 vậy thì năm nay là 28 tuổi. Ờ, hoặc là không một năm nay ấy 18 tuổi phải không? 18 tuổi cái lúc mà chị làm cái video đó đầu mưa gì á, cũng như là khác rồi. Vậy là không phải sinh năm 2000.
Bữa đó đi đâu quên rồi. Cắm trại. Dễ rồi, cắm trại mà cắm trại đâu. Cắm trại đâu chứ không biết, mà nói cắm trại là phải kiếm city không? Không phải. Lâu quá.
bịch chị mở thứ bịch bịch Winter hả? Một bịch Winter hay hả?